Thưa quý vị, sau gần 3 tháng thử nghiệm, thì sáng nay, Trung tâm Khuyến ngư Nông lâm thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo mô hình chuyển đổi sản xuất dưa hấu trên đất mía tại thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc. Những năm gần đây, việc chuyển dịch từ cây mía kém hiệu quả sang trồng dưa hấu đã mang lại cho bà con nông dân xã Hòa Bắc nguồn thu nhập khá. Tuy nhiên, do mang tính chất tự phát, sử dụng nguồn phân bón vô cơ nên đầu ra của cây dưa hấu khá bấp bênh, có vụ rơi vào tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Trước thực tế trên, Trung tâm Khuyến ngư Nông lâm thành phố đã lập đề án đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ kinh phí xây dựng thí điểm mô hình trồng dưa hấu TN386 trên đất mía với diện tích là 5 hectare, gồm 7 hộ dân có kinh nghiệm, đồng thời khuyến khích sử dụng phân hữu cơ từng bước tiến tới loại hẳn phân vô cơ. Qua đánh giá sau 3 tháng, lợi nhuận từ trồng dưa thu được 57 triệu đồng trên 1 hectare, gấp 2 lần so với trồng mía trên cùng một diện tích canh tác. Theo hướng hữu cơ sẽ làm cho cái nguồn dưa đầu ra nó sẽ được sạch hơn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải cải thiện cái môi trường mà đất, môi trường sản xuất, không có dùng hoàn toàn vô cơ, rồi giảm thuốc bảo vệ thực vật, sẽ hướng đến cái sản phẩm nó sạch, mà nó an toàn, nó bền vững, được sản xuất được nhiều, lâu dài. Cái mà quan trọng nữa là sẽ cải thiện cái tư tưởng của bà con, là nhìn nhận về vấn đề hữu cơ và vô cơ. Đó là hai cái nó đối nghịch với nhau, mà một thị trường bây giờ họ rất là chuộng hữu cơ. Tuy chỉ là mô hình thí điểm, nhưng qua nhận xét của người tham gia dự án, thì việc sản xuất dưa hấu theo hướng hữu cơ là hướng đi đúng trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt khi Hòa Bắc đã và đang là điểm đến của khách du lịch gần xa. Hiện nay được Trung tâm Nông lâm hỗ trợ triển khai mô hình thứ hữu cơ, thì bà con dần tiếp cận với lại hướng hữu cơ, thì trong thời gian đến, đối với hộ nông dân xã thì cũng sẽ đồng hành với bà con, sẽ tham mưu cho đảng ủy, ủy ban thành lập cái tổ hợp tác để có cơ sở pháp nhân để mình triển khai mô hình trong thời gian đấy nó hiệu quả hơn. Thứ nhất là xây dựng cái vùng tập trung, thứ hai là xây dựng được cái nhãn hiệu cây dưa hấu, thứ ba là quản lý được cái chất lượng của cây dưa theo hữu cơ để đảm bảo an toàn thực phẩm cho bà con. Với trung tâm đã cử cán bộ kỹ thuật đứng điểm và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho bà con nhằm mục đích là giúp cho bà con làm chủ được cái quy trình kỹ thuật cũng như xử lý những cái sâu bệnh hại, cho hướng đến một cái sản phẩm an toàn và chất lượng. Hy vọng với sự tuân thủ nghiêm túc quy trình sản xuất dưa hấu theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học để cho ra sản phẩm tốt nhất, phục vụ nhu cầu tiêu thụ của thị trường nội địa, cây dưa hấu TN386 sẽ trở thành cây chủ lực xóa nghèo làm giàu của người nông dân Hòa Bắc trong tương lai gần.